Слизовой! Theo tôi. Các đồng chí, trên báo, lực lượng chủ lực đang vấp phải các lô cốt phòng ngự rất chắc chắn ở các khu phố. Ta phải đánh từ lưng địch đánh ra, mở cửa cho các đơn vị bạn vào hiệp đồng, cùng ta đánh lên đồi. Đó. Phải giải phóng được khu phố thì mới hạ được đồi Đông Khê. Bên phải, theo tôi. Thank you.
dẫn một tiểu đội vòng sang trái, thọc sâu vào khu phố, tạo một mối vu hồi vào cụm lô cốt địch ở cuối phố. Chúng tôi sẽ đánh trực diện. 10 phút nữa phải có mặt ở đó. Ba màn giáp công, chắc chắn địch sẽ bị đánh bại. Rõ. Các đồng chí, hỏa lực địch tập trung rất mạnh chỗ ngôi nhà hai tầng kia. E-209 không tiến thêm được. Nhanh chóng nhổ bật chỗ này.